Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Võ Văn Thưởng ghi điểm tại Bắc Kinh Ngày 21 tháng 10, blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài bình luận Ông Võ Văn Thưởng có bị kẹt ở vành đai và con đường. Tác giả cho biết, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vừa tham dự diễn đàn cao cấp Vành đai và con đường lần thứ ba tổ chức tại Bắc Kinh. Diễn đàn lần này quy tụ lãnh đạo và đại diện của 130 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có cả tổng thống Nga, người đang bị tòa án hình sự quốc tế phát lệnh truy nã vì tội ác chiến tranh. Tác giả dẫn tạp chí Nghiên cứu chiến lược lấy số liệu từ trang thông tin chính thức của sáng kiến Vành đai con đường tính tới tháng 6 năm 2023 đã có đến 152 quốc gia và 32 tổ chức quốc tế ký kết hơn 200 văn kiện hợp tác. Nói cách khác, sáng kiến này có tầm ảnh hưởng tới 2 phần 3 dân số thế giới và chiếm khoảng 40% GDP toàn cầu. Tác giả nhận xét, vành đai con đường là một biểu hiện về sự trỗi dậy đầy tham vọng của Trung Quốc. Và đây là hình bài trên VOA. Lúc đầu, sáng kiến này chỉ là một vành đai và một con đường. Nhưng giờ đây nó được phát triển thành cả trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian số. Những nghi ngại về lòng tin làm cho Việt Nam chưa tích cực tham gia vào sáng kiến này nhưng không thể trì hoãn lâu được nữa, vì Trung Quốc có thể bỏ qua Việt Nam bằng cách kết nối chuỗi hạ tầng trên bộ kéo dài từ Côn Minh qua Lào, Thái Lan, Malaysia rồi đến Singapore trên đất liền song song với một con đường tơ lụa trên biển, cắt ngang qua Biển Đông. Theo tác giả, Việt Nam rất có thể sẽ bị kẹt giữa hai gọng kềm là đường trên bộ ở phía Tây và vành đai dưới biển ở phía Đông. Nhưng nghiêm trọng hơn là trên không gian số. Hiện nay, Việt Nam đang tích cực số hóa toàn bộ dữ liệu để xây dựng doanh nghiệp số, công dân số và hướng đến xã hội số. Thế nhưng, hầu hết các camera giám sát an ninh những thiết bị đầu cuối máy tính và máy móc thiết bị của ngành viễn thông ở việt nam hầu hết là do trung quốc sản xuất đây chính là cửa ngõ để trung quốc đổ bộ bằng con đường số hồng xâm chiếm và kiểm soát dữ liệu doanh nghiệp công dân và chính phủ việt nam mặt khác tác giả nhận định vành đai con đường tiềm ẩn nhiều rủi ro và đang gây nghi ngờ trên diện rộng nhiều quốc gia cho rằng Trung Quốc thực sự muốn thông qua khuôn khổ hợp tác để đặt ra bảy nợ và lôi kéo ngày càng nhiều nước vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Và đây là hình Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Nga Putin tại Bắc Kinh. Nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam là nếu như con đường tơ lụa trên biển được xác lập và thực hiện, Trung Quốc sẽ có căn cứ để nói rằng họ đã sở hữu con đường đó từ đầu thế kỷ thứ 15. Khi Đô đốc Trịnh Hòa dẫn 7 đoàn thám hiểm và đặt chân lên những vùng biển đảo hiện đang tranh chấp. Tác giả đề cập đến chuyến đi Bắc Kinh lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tại đó ông Thưởng đã gặp Tổng thống Nga, hội kiến với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc, gặp Tổng thống Uzbekistan, Tổng thống Sri Lanka, Tổng thư ký của Liên hiệp quốc, hội kiến ông Thái Kỳ. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, gặp Thủ tướng Hun Manet của Campuchia trước khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Tác giả nhắc đến việc Trung Quốc và Campuchia đã cùng chung vận mệnh đang xây dựng cảng quân sự và chuẩn bị hỗ trợ đào kênh Phù Nam Techno lên đến 1,7 tỷ đô la. Điều này chắc chắn sẽ đặt ra cho Việt Nam nhiều thách thức trong tương lai nếu các bên cơm không lạnh, canh không ngọt. Tác giả cho hay, ông Tập đã nhắc ông Thưởng rằng hai bên không được quên nguồn gốc tình hữu nghị truyền thống của mình. Tuy nhiên, ông Tập không đề cập đến cộng đồng vận mệnh chung. Tác giả bình luận có vẻ ông Thưởng đã ghi điểm bằng một loạt gặp gỡ quan trọng và những người quan tâm đến tương lai đất nước có thể thở phào khi xem xét các thông tin báo chí chính thống của hai nước nhưng liệu Việt Nam có thể tránh được mưu đồ về một cộng đồng chung vận mệnh trong chuyến đi của Tập Cận Bình dự kiến đến Hà Nội vào tháng 12 hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi và hy vọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Võ Văn Thưởng ghi điểm tại Bắc Kinh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết. Và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Một quỹ đầu tư của Mỹ cam kết mua 1 tỷ cổ phiếu của VinFast. Ngày 20 tháng 10, VOA Tiếng Việt có bài... VinFast đạt thỏa thuận chia sẻ cổ phiếu tới 1 tỷ đô la với quỹ đầu tư Mỹ. Theo đó, nhà sản xuất xe điện EV Việt Nam VinFast cho biết thứ Sáu ngày 20 tháng 10 rằng họ đã ký được hợp đồng với quỹ Yorkville. Theo hợp đồng này, quỹ đầu tư của Mỹ cam kết mua cổ phần lên tới 1 tỷ đô la trong thời hạn của thỏa thuận. Cụ thể, VOA cho biết một hãng tin quốc tế dẫn thông tin VinFast cho biết trong hồ sơ gửi cơ quan chứng khoán Hoa Kỳ. Theo đó, thỏa thuận cho phép VinFast có quyền lựa chọn. Nhưng đây không phải là nghĩa vụ. Yêu cầu dọc view đăng ký mua số cổ phiếu phổ thông trị giá lên tới 1 tỷ đô la của VinFast bất cứ lúc nào trong 36 tháng. Thỏa thuận mới này diễn ra vào thời điểm VinFast đang xoay sở tìm cách mở rộng thị trường ở nước ngoài trong lúc việc kinh doanh trong nước không mấy sáng lạng. Và đây là hình bài trên VOA. VOA nhắc lại việc VinFast, công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, đã có màn ra mắt ấn tượng trên sàn NASDAQ vào giữa tháng 8 sau khi sát nhập với một công ty mua lại với mục đích đặc biệt là Black Spec. Nhà sản xuất ô tô của Việt Nam đã đạt được mức định giá khoảng 85 tỷ đô la cao hơn so với hãng Ford của Mỹ vào ngày niêm yết, nhưng đã mất hơn 84% vào thời điểm đóng cửa giao dịch ngày 19 tháng 10 vừa qua, khi cổ phiếu của hãng xe Việt Nam được giao dịch ở mức 5,69 đô la cho một cổ phiếu. VOA cho hay, một hãng tin quốc tế dẫn lời ông David Manfield, giám đốc tài chính của VinFast, nói trong một tuyên bố rằng, nguồn vốn cổ phần mới này cung cấp cho chúng tôi lựa chọn có giá trị và khả năng tiếp cận vốn để tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trên quy mô toàn cầu. Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ phải rút toàn bộ số tiền, nhưng giao dịch này phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là huy động vốn theo cơ hội, đồng thời tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của chúng tôi theo thời gian. VOA cho biết thêm, VinFast cho đến nay đã bán được khoảng 22.000 chiếc xe trong khi mục tiêu doanh số năm nay là 40.000 đến 50.000 chiếc. Nhưng hơn một nửa doanh số bán ra là bán cho công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh viết tắt GSM, một công ty taxi Việt Nam mà ông Vượng nắm giữ 95% cổ phần. Và đây là hình tỷ phú Phạm Nhật Vượng. VinFast đã bán khoảng 13.000 ô tô điện trong hai quý vừa qua cho GSM. Doanh số bán hàng này chiếm khoảng 2 phần 3 doanh số bán xe điện của VinFast trong hai quý đầu tiên. Được báo cáo kể từ khi niêm yết trên sàn NASDAQ và phần lớn doanh thu từ liên doanh của ông Vượng đã khiến các nhà phân tích và nhà đầu tư đặt câu hỏi về những khoản thu nhập gần đây của công ty. Vẫn theo VOA, giám đốc điều hành của VinFast là bà Lê Thị Thu Thủy ngày 19 tháng 10 nói với hãng tin quốc tế rằng VinFast kỳ vọng doanh số bán ô tô điện và xe tay ga cho GSM sẽ tiếp tục đến năm 2024 và không gia hạn bất kỳ khoản tài trợ hay chiết khấu đặc biệt nào cho hoạt động kinh doanh này. VOA dẫn lời ông Mark Angelo, người sáng lập kiêm chủ tịch dọc view nói rằng quỹ đầu tư của Mỹ mong muốn chứng kiến sự thành công liên tục của VinFast. VOA nhắc lại việc view hai năm trước đã mua cổ phần trị giá tới 400 triệu đô la của nhà sản xuất xe điện Lottow. VinFast gia nhập thị trường xe điện vào thời điểm giá xe điện đang chịu nhiều áp lực, dẫn đầu là việc cắt giảm sản lượng tại công ty dẫn đầu thị trường là Tesla và hàng loạt công ty Trung Quốc, VOA cho hay. Người sáng lập VinFast, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vẫn là người ủng hộ tài chính lớn nhất cho hãng vào tháng 4, VinFast cho biết sẽ nhận được một đơn cam kết tài trợ mới trị giá 2,5 tỷ đô la cho sự phát triển trong tương lai. Trong đó, có 1 tỷ đô la là từ túi của người sáng lập. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Một quỹ đầu tư của Mỹ cam kết mua 1 tỷ cổ phiếu của VinFast xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới